Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc trên thế giới cũng như trong nước tăng lên từng ngày. Trước tình hình như vậy, hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang đã ký ban hành công văn số 1223 về việc tạm dừng hoạt động một số dịch vụ văn hóa giải trí trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc hạn chế tối đa việc tập trung đông trên 50 người. Trong đó, để triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân và khách du lịch trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân ít ra những nơi công cộng, hạn chế tối đa việc tập trung đông người trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu, tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như karaoke, massage, hát với nhau, trò chơi điện tử, internet, game online, các cơ sở tập gym, yoga trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu từ 7 giờ ngày 26 tháng 3 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vận động các tổ chức tôn giáo tu hành tại gia không tiến hành các nghi lễ tập trung đông người.